Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, khi nói về cái vận trình công danh, sự nghiệp hay là tài lộc của 12 con giáp, thì có những người cái sự nghiệp nó ảm đạm, làm đâu thì thua đó. Nhưng cũng có những người thì làm ăn phát đạt, giàu có, phất lên nhanh chóng. Và cũng có những người thì nợ nần chồng chất, chăm chỉ làm ăn cần cù đến mấy thì vẫn không thể ngóc đầu lên được. Số phận vẫn lận đận đủ đường. Thưa quý vị, giàu có phú quý đầy đủ thì ai cũng mong muốn. Nhưng mà cái cuộc sống này không phải cứ ai mong muốn là có được nó. Tuy vậy, vẫn có những cái con giáp làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Đây là con giáp may mắn được lộc trời ban, được phúc tinh chiếu mệnh. Sau những cái ngày cố gắng, sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, họ đã vượt qua những khó khăn, những thử thách. Vậy thì đó là những con giáp nào, cái số phận may mắn và phúc lộc ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Top 2 con giáp giàu bất thình lình, sống sung sướng, tiền tiêu bảy đời không hết. Con giáp trời sinh số mệnh giàu sang phú quý đủ đầy, hạnh phúc viên mãn. Đầu tiên đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu rất may mắn là một trong những con giáp giàu có. Có thể ví cái cuộc sống của họ như là bên trái có ngôi sao may mắn, bên phải thì cầm túi tiền. Người tuổi Dậu được sinh ra khiến cho gia đình sẽ có kinh tế tốt hơn. Họ giống như cái cây tiền trong cái gia đình mình vậy. Tài lộc thì lúc nào cũng cuồn cuộn đổ về. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu còn là những người rất nhanh nhẹn với kinh doanh. Họ có thể phán đoán ra cái chỗ mà thị trường đang khuyết và tìm được những chỗ nào có tiền để họ có thể dấn thân vào. Thì ngoài ra, người tuổi Dậu rất được lòng người khác. Ngoài ra thì người tuổi Dậu rất được lòng của quý nhân, dù có chẳng quen thân đi chăng nữa, nhưng mà cũng vì quý mến mà ra sức giúp đỡ. Những người tuổi Dậu từ rất sớm đã đạt được những cái thành tựu trong sự nghiệp. Và trong công việc của người tuổi Dậu ấy thì có sự tự tin hơn và có sự tin tưởng của cấp trên. Cái sự giúp đỡ của đồng nghiệp nên là họ luôn chỉ được thuận buồm xuôi gió. Trong cái tính cách của những người tuổi Dậu ấy thì họ là những người luôn cần cù, kiên trì và không biết mệt mỏi. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu là những người có chí tiến thủ, làm công việc ổn định và dám dũng cảm xông pha về phía trước. Họ là những người luôn có chí lớn và gì có cái tính đối nghịch nhau. Khi gặp phải khó khăn thì rất kiên trì, vững vàng và gì tin tưởng vào cái sự kiên định và cái sự quyết đoán của mình. Nhưng đôi khi họ lại bị dao động trong chuyện tình cảm khi mà gặp cái cảm xúc mạnh, biểu hiện một đức tính quá cẩn thận, quá dè dặt, thích chính xác và gì đam mê cái nghiên cứu, cái điều tra. Họ là những người giàu lòng vị thương với cái đức để tính từ thiện mạnh mẽ. Thì con giáp này có cá tính là gì ngang ngạnh và rất ghét cái sự ỷ lại vào người khác. Những người tuổi Dậu thường có xu hướng là cầu toàn, rất tỉ mỉ và rất chi tiết. Họ thường trở thành những cái nhà quản lý vĩ đại hoặc là gì, những người quản lý cấp cao trong một cái tổ chức, trong một cái doanh nghiệp nào đó. Thì có thể nói cái vị trí của người tuổi Dậu ấy trong cái cộng đồng là hết sức quan trọng, nên họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cái cách của riêng mình. Những người tuổi Dậu thì thích sự phô trương, thích những cái nơi lộng lẫy và xa hoa sang trọng. Đặc biệt là những người này thì thích tiệc tùng và lễ hội để có cơ hội khoe những cái món đồ, những cái phong cách, những cái cá tính của mình, đúng không ạ? Ngoài ra thì người tuổi Dậu cũng là người rất hãnh diện về gia đình của mình. Họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả, luôn ưa thích cái sự ngăn nắp và gọn gàng. Nhà cửa của người tuổi Dậu ấy thì lúc nào cũng sạch sẽ, vệ sinh luôn là cái vấn đề được đặt lên hàng đầu. Thì những người cầm tinh con gà thì thường ưa chuộng về cái truyền thống và họ thích trang trí bằng cái phong cách riêng của mình. Đặc trưng của những người tuổi Dậu ở bề ngoài ấy là những người cấp tiến, tự cho mình là những người tài giỏi, nhưng mà trong lòng ấy lại là những người mà bảo thủ cố chấp. Họ ưa tranh luận và bất chấp về cái cảm giác của người khác như thế nào, đúng không? Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Dậu còn luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất cứ những cái khuyết điểm nào. Họ luôn thích được khen ngợi hơn là thích bị chê, đúng không? Và sẽ luôn gì tìm đủ mọi cách để phản bác hay là gì không thừa nhận những cái sai lầm đó. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng rất yêu mến về tính cách chịu khó và cần cù của những người tuổi Dậu. Ở trong lĩnh vực kinh tế thì những người tuổi Dậu là những nhà quản lý tài giỏi. Họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn và hợp lý. Những người tuổi Dậu ấy là những người tinh danh, năng nổ gì. Đó là những cái phẩm chất tốt để họ có thể bù đắp những cái khuyết điểm của bản thân. Thưa quý vị, những người mà sinh năm Dậu ấy thì thường có tướng mạo thu hút người khác. Đặc biệt là nam giới thì luôn có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường.
họ cũng rất tự tin và rất tự hào về cái tướng mạo của bản thân, nên là họ luôn muốn thể hiện cái bản thân mình. Mọi người không thể nhìn thấy cái sự lười biếng của con giáp này vì họ thường có vẻ ngoài rất được tôn kính, đoan trang và đàng hoàng. Cho dù những người tuổi Dậu là ai đi chăng nữa, dù là những người thẹn thùng nhất, thì người đó vẫn tỏ ra tháo vát nhanh nhẹn, thể hiện hết được cái khí phách của bản thân mình. Trên phương diện sự nghiệp thì những người tuổi Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc. Họ là những cái mẫu người mà luôn có tinh thần tự lập, luôn biết cách trân trọng những gì mà mình có thể đạt được và những gì mình có thể vượt qua được những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Thì với cái tính cách này thì có thể mang tới cho những người tuổi Dậu cái sự phù hợp khi mà bước chân vào lĩnh vực kinh tế chính trị. Bên cạnh đó, họ là những người có tư duy nhạy bén và có lòng dũng cảm. Nếu mà hoạt động ở cái lĩnh vực an ninh quân đội thì họ sẽ mau chóng được đề bạt đến những chức vụ cao hơn. Ngoài ra, những người tuổi Dậu còn có cái thể lực rất là tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể dục thể thao. Với cái tài tạo lập quan hệ, những người cầm tinh tuổi Dậu ấy thì hoàn toàn có thể đảm đương được cái công việc được sao. Đó là các lĩnh vực mà họ nên thử sức nếu mà muốn nổi tiếng về hoặc là giàu sang phú quý về sau này. Bên cạnh đó, những người mà sinh năm Dậu ấy, nếu mà làm diễn viên ấy, thì là những người diễn viên tuyệt vời. Họ thường là những nhân vật được quan tâm trong tất cả các hoạt động và họ luôn có một cái vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người. Trong cái tính cách của những người tuổi Dậu ấy, thì sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc cho mọi người xung quanh. Mỗi một cử chỉ, mỗi một cái hành động của họ thì đều được mọi người chú ý và họ luôn mang cái tâm thái vui vẻ, những cử chỉ, những tính cách nhạy bén, thường không bỏ qua bất cứ cái cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua được cái nguy hiểm. Những người tuổi Dậu thì có tài năng diễn xuất và cái khả năng viết lách rất là tốt. Họ có thể tranh luận bất cứ cái vấn đề nào và bất cứ ở nơi đâu. Nếu như mà bạn muốn tranh luận vấn đề nào đó thì các bạn rất dễ gặp thất bại khi mà phải đối mặt với những gia chủ tuổi Dậu. Và hầu hết những người tuổi Dậu thì đều quản lý tài chính trong gia đình mình hoặc là tính toán cẩn thận mỗi khi mà làm việc gì đó, đúng không ạ? Và họ cũng rất quý trọng thời gian của mình. Những đứa con của những người tuổi Dậu thì cũng là một trong những cái chuyên gia quản lý tài chính một cách tuyệt vời. Nếu như mà bạn có tập vung tay quá chán thì hãy gửi tiền cho những người tuổi Dậu. Họ sẽ có thể giúp bạn để lên kế hoạch chi tiêu một cách nghiêm túc. Dưới những sự quản lý tài tình của những chuyên gia tuổi Dậu thì tiền bạc của bạn sẽ dùng được vô cùng hợp lý, xuất ra những chỗ thích hợp ở những nơi phù hợp. Thu nhập của bạn cũng sẽ được tích góp lại giúp cho bạn có tiền đồ trong cái cuộc sống. Có được người quản lý tài chính là những người tuổi Dậu bảo hộ cho bạn thì chủ nợ sẽ không bao giờ dám bén mảng đến. Những người tuổi Dậu là những người giỏi giữ mình và thích giải quyết, thích xử lý các vấn đề hay là công việc. Nhưng mà các bạn cũng đừng hy vọng làm những cái công việc mang tính chất là cải cách. Họ có thể sắp xếp mọi việc một cách tốt hơn nhưng lại thiếu đi cái sự sáng tạo. Nếu những người tuổi Dậu biết những cái kiến nghị của họ được đề xuất và ủng hộ ấy, thì họ sẽ đưa ra những cái suy nghĩ mới, sáng tạo hơn trong cái công việc và đạt được những cái thành tích cao. Thưa quý vị, cái sự tận tụy, cái sự tích cực và chăm chỉ làm việc là hai cái nét đặc trưng của những người tuổi Dậu giúp cho họ vươn đến thành công trong cái sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp và cái mục tiêu lên hàng đầu. Có thể nói, những người tuổi Dậu thì cũng sẽ gặp phải một số khó khăn và trắc trở vào những thời điểm quyết định. Nếu như mà xử lý công việc không tốt thì họ sẽ gặp nhiều những khó khăn và cái thất bại trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy họ không phải là những người có cuộc sống sung túc nhưng mà cũng không đến mức nghèo khổ chật vật. Tuy gia cảnh từ nhỏ có thể gặp những cái khó khăn nhưng mà người tuổi Dậu ấy với cái ý chí kiên cường chắc chắn họ có thể vượt qua được. Nếu như mà biết nhìn nhận thực tế và luôn giữ một cái tinh thần lạc quan, không chạy theo cái hư vinh thì cái cơ hội thành công đến với người tuổi Dậu sẽ ngày một nhiều hơn. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu không giỏi cái việc chèn ép người khác để kiếm cho mình cái thu nhập ổn định. Hy vọng sau này họ có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên tâm vào công việc mà bạn yêu thích nhưng mà rất khó có thể tránh khỏi được cái mức thu nhập thấp ở cái giai đoạn đầu đời. Thì nhìn về lâu dài ấy, thì cái vận khí của những người tuổi Dậu nhìn chung là rất là tốt. Về phương diện tài lộc của những người tuổi Dậu với cái cá tính riêng cộng thêm cái từ nhỏ đã có được cái hoài bão lớn, nên là những người tuổi Dậu ấy có tài lộc cực kỳ tốt đẹp trong suốt cuộc đời của họ. Một khi mà họ cảm thấy thiếu thốn, tự khắc họ sẽ có người tốt bụng giúp đỡ họ. Nói chung ấy là khi mà gặp khó khăn thì họ sẽ có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Những người tuổi Dậu sống thật, không biết cách nịnh người khác, nên dù có thu nhập ổn định, song họ vẫn muốn tự thân lập nghiệp và muốn theo đuổi cái nghề nào đó mà họ yêu thích. Ngoài ra, những người tuổi này thì với bản tính là xa hoa, thích những cái vật mới lạ và độc đáo. Vì vậy, họ không tiếc tiền cho những cái thứ mà mình yêu thích. Người tuổi Dậu thì có thu nhập khá là cao,
chi tiêu này khá là nhiều. Khi mà có cái sở thích nào đó thì họ sẵn sàng sắm cho bằng được. Ngoài ra, vì không thích những người khác cho rằng mình là những người keo kiệt, nên khi có tiền họ sẽ tiêu xài không tiếc tay. Vì vậy, những người tuổi Dậu cần học cách tiết kiệm trong chi tiêu. Về phương diện tình duyên ấy, thì những người tuổi Dậu nói chung ấy, là trong tính cách của những người sinh năm Dậu thì đa phần là gì thẳng thắn và hơi kỳ lạ. Phần lớn trong số họ thì đều được mọi người chú ý. Không những vậy, cái cách nhìn của những người tuổi Dậu với mọi sự vật sự việc thì cũng hơi bảo thủ. Mặc dù có lúc xem ra họ có chút hơi ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng ấy, thì vẫn là rất là dũng cảm. Những lúc cần thì họ sẽ đứng ra không một chút do dự. Những người tuổi Dậu là những người luôn chân thành nhưng lại gì ngại thể hiện ra bên ngoài. Họ thường tỏ ra bên ngoài cái vẻ hống hách, nên là khi tiếp xúc với người khác thì khó gây được cái thiện cảm. Đặc biệt là đối với những người nhạy cảm thì họ cần có những người bạn đời có thể tiếp xúc trực tiếp với cái cách cư xử của họ như thế. Đối với bạn bè thì những người tuổi Dậu thường hào phóng và chân thành. Đối với những người thân yêu ấy, thì họ là những người rất chu đáo và luôn chung thủy. Nam giới tuổi Dậu thì thường thích để tình cảm của mình ấy, nảy nở một cách là tự nhiên. Họ thích thể hiện và cũng biết cách để người khác thấy được cái tài năng và cái trí tuệ của mình. Chính vì thế mà họ thường được nhiều cô gái mến mộ. Tuy nhiên thì nam giới tuổi Dậu lại thường dễ bị dao động trong chuyện tình yêu. Nữ giới tuổi Dậu thường là khá thông minh khi sắp xếp công việc gia đình. Họ là những người vợ chung thủy, biết cách chia sẻ với người chồng của mình. Là người mẹ biết cách chăm sóc và yêu thương con cái. Tuy nhiên họ lại không có khả năng tự lập trong cái cuộc sống, nên luôn cần có một chỗ dựa vững chắc. Do vậy, những người phụ nữ tuổi này thường kết hôn với những người đàn ông có tiềm lực kinh tế vững vàng, để gì cùng chồng xây dựng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thế nhưng những người tuổi Dậu ấy thì thường lại gặp phải trắc trở trên con đường tình cảm. Các bạn sẽ tốn nhiều công sức để giành lấy cái tình cảm của người mà bạn yêu. Đôi khi để đạt được cái tình yêu mà bạn đã đánh mất đi cái bản thân và làm những cái việc mà mình không mong muốn, nhất là những cái mất mát mà chính bản thân bạn đã đem đến những cái phiền phức cho mình. Điều này thì chỉ có thể trách bản thân bạn, bởi vì bạn là người quá chú trọng về chuyện tình cảm. Phần lớn những người tuổi Dậu là những người muốn hưởng thụ, nhưng mà các bạn cũng nên biết rằng cái sự phát triển tình cảm ấy thì phải có giai đoạn. Mặc dù các bạn vô cùng là yêu thương đối phương, nhưng mà cũng không nên quá vội vàng. Thất bại đã qua thì chính là những cái bài học kinh nghiệm để cho bạn khắc phục vào cái thời gian sau, đúng không ạ? Đó là những người tuổi Dậu, con giáp sẽ được gặp may mắn, giàu sang phú quý trọn đời. Thưa quý vị, con giáp may mắn tiếp theo được lộc trời ban thì đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão thì những người tuổi Mão khi sinh ra đã luôn có một cái sự thờ ơ với quyền lực, với danh vọng và với sự giàu có. Họ không phải là mẫu người miệt mài theo đuổi cái tiền tài và sự giàu sang, hay phải nỗ lực cố gắng vì cái gọi là gì đỉnh cao của danh vọng. Những cái mà những người tuổi Mão theo đuổi ấy, là một cuộc sống bình an, đấy, gia đình hòa thuận. Bởi người tuổi Mão thì luôn yêu thích sự thoải mái và sự tự do. Những người tuổi Mão thì thường rất là may mắn. Tuy họ không theo đuổi tài lộc, nhưng mà tiền tài thì cứ tự đổ về túi ngày một nhiều một cách là vô tình. Hay chỉ là một lần may mắn mua vé số thì họ cũng dễ có cơ hội là trúng thưởng. Trong sự nghiệp của mình ấy, thì những người tuổi Mão sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Mỗi khi gặp khó khăn ấy, thì tự nhiên lại có người đưa tay ra giúp đỡ. Cuộc sống của những người tuổi Mão không quá là giàu có, cũng không quá nghèo khó. Cuộc sống của họ luôn tự tại, luôn thoải mái, luôn tự do. Thưa quý vị, tuổi Mão nó đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Những người tuổi Mão thì rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ mọi người trong những cái lúc khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, chịu đựng được mọi cái áp lực trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Những người này thì nổi tiếng với cái sự nhanh nhẹn, tháo vát, không ai sánh bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng mà một khi họ đã tập trung thì họ luôn làm hết mình. Tuổi này thường đạt được nhiều cái thành công ngoài cái sự mong đợi. Và những người tuổi Mão ấy, thì lại không thích cái sự ồn ào. Thay vì tham gia vào các sự kiện lớn thì họ lại chọn nơi yên lặng để nghỉ ngơi, ít để ý đến những cái chuyện xung quanh. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Mão là những người lười biếng và không có trách nhiệm. Có thể nói, những người tuổi Mão thuộc top những con giáp may mắn nhất về con đường công danh sự nghiệp lẫn cả tình duyên. Thưa quý vị, trong suốt cuộc đời khi mà tuổi Mão gặp khó khăn ấy, thì lại luôn được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Cả đời thì luôn sống an nhàn, bình an. Những người này thì có lương duyên trong lĩnh vực buôn bán, kinh doanh. Nếu như mà có những cái sự cố gắng thì họ sẽ giành được nhiều cái thành công lớn. Những người tuổi Mão là những người khéo léo trong cái việc cất giấu cái tình cảm của mình. Họ có thể đánh lạc hướng đối phương bằng nhiều cái hành động
thờ ơ hay là lạnh lùng, khiến cho những người khác dễ bị hiểu lầm. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão là những người mà thường thấy ngại ngùng khi mà phải thể hiện cái bản thân và thể hiện cái tình cảm của mình. Bởi vậy họ luôn tìm cách che giấu một cách âm thầm. Về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mão thì nhờ vào cái con mắt tinh tế, cái sự hiểu biết và thông minh của mình mà những người tuổi Mão luôn đạt được nhiều cái thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị hoặc là kinh doanh, đúng không? Họ là những người không thích cái sự cạnh tranh, luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Những người phụ nữ mà thuộc tuổi Mão rất giỏi trong cái việc kinh doanh, đặc biệt là thích giao tiếp với mọi người, có cái niềm đam mê sáng tạo trong cái nghệ thuật, đặc biệt là phụ nữ tuổi Đinh Mão 1987. Đấy. Còn với đàn ông tuổi Mão thì với cái sự kiên trì, với cái sự sáng tạo và với cái tinh thần trách nhiệm sẽ giúp họ có thể gặt hái được nhiều cái thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này thì đa số hay bảo thủ, hay cố chấp và không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Nhờ cái sự khéo léo trong cái giao tiếp mà những người tuổi Mão sẽ xây dựng được những mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Đa số những cái mối quan hệ này thì là những người làm việc trong các lĩnh vực thiết kế hay là sáng tạo âm nhạc, hoặc là trở thành bác sĩ, kỹ sư v.v. Đấy. Dù là hoạt động trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì những người tuổi Mão luôn có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Họ luôn đặt cái lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với cái tính cách ôn hòa, dịu dàng của những người tuổi Mão thì họ thường có cuộc sống an nhàn và bình yên. Con giáp này thì luôn biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy, cho dù trong lúc gặp khó khăn ấy, hoặc là gặp sóng gió gì trong cuộc đời thì những người tuổi Mão vẫn luôn có cách để giải quyết, để tháo gỡ. Mọi chuyện là vô cùng tốt đẹp. Những người tuổi này thì sống rất là thoải mái, rất là phóng khoáng, chi tiêu thì hơi hoang phí một chút và sẵn sàng chia cái tài sản của mình cho bất cứ ai đang gặp khó khăn. Cũng chính bởi cái tính này ấy, mà họ luôn được nhiều người yêu quý và tin tưởng. Những người tuổi Mão thì không phù hợp với những công việc lao động với cái chân tay nặng nhọc. Họ không phù hợp với những cái công việc cần đầu tư vào thời gian và công sức, mà họ có thể phù hợp với công việc về văn phòng hay là những công việc mang tính chất nghiệp vụ hơn. Với tính cách nhạy bén trong nghệ thuật, lại là những người thường nhìn nhận mọi việc dưới cái con mắt cảm tính, nên những người tuổi này thì phù hợp với những ngành nghề như là văn học, mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc v.v. thì họ cũng có thể cảm nhận được cái công việc đòi hỏi những sự tỉ mỉ, những sự kỹ càng và cẩn thận như là tư vấn hoặc là cố vấn kinh doanh hoặc là biên dịch hay là bảo mẫu v.v. Nói chung thì những người tuổi Mão cũng nên thử thách ở những cái công việc nó đòi hỏi sự sáng tạo, sự độc lập cũng như là sự quyết đoán hơn một chút, thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn. Thì ngoài ra, những người tuổi Mão còn có những cái thói quen tích trữ phòng khi cơ hàn, họ luôn chi tiêu một cách tiết kiệm và không khoa trương lãng phí. Về phương diện tài lộc thì những người tuổi Mão với cái tính tình khẳng khái nên là các mối quan hệ của họ thì ngày càng mở rộng và họ biết cách đối nhân xử thế. Thế nên cái con đường tài lộc của những người tuổi Mão rất là tốt, cả đời thì không cần phải lo lắng quá nhiều đến cái chuyện chi tiêu về tiền bạc. Nhu cầu chi tiêu của những người tuổi Mão thì cũng rất là cao. Họ thường thích những cái sản phẩm cao cấp, hơn nữa họ không biết cách quản lý tài chính của mình nên là không thể giữ được tiền. Dù biết cách kiếm tiền nhiều nhưng mà họ cũng không thể trở thành tỷ phú được. Nam nữ tuổi Mão thì đều rất ưa cái đẹp, dường như hơn hẳn những con giáp khác, và họ không tiếc tiền khi mà mua những bộ quần áo đẹp. Dù không dư giả nhưng mà họ cũng luôn tìm cách để làm nổi bật bản thân mình trong mắt những người khác. Kết quả là do quá chú ý đến hình thức nên họ không có thời gian để chăm sóc tới cái vẻ đẹp của tâm hồn. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Mão thì đối với những người tuổi Mão thì đa phần họ yêu đương rất là ý tứ. Mặc dù họ rất lãng mạn, song cái tình yêu của họ ấy thì thường diễn ra một cách lặng lẽ, đắm chìm trong cái si mê và trong trắng. Một khi họ đã yêu là tỏ cái thái độ là ngậm miệng ăn tiền. Họ đã nhận quà tặng hoặc là những cái kỷ vật của người khác giới ấy, có nghĩa là họ đã ít nhiều bằng lòng đến với bạn rồi. Các bà chủ gia đình tuổi Mão thường là những người nữ nhân rất là tốt. Đấy, có thể làm được rất nhiều việc lớn, giành được vinh quang và hạnh phúc cho người chồng. Song ở họ lại có một số nhược điểm, đó là họ hay so đo từng chút một. Thưa quý vị, những người tuổi Mão mà kết duyên với những người tuổi Hợi ấy, hoặc là tuổi Mùi ấy, thì sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Song những người tuổi Hợi lại có tính cách là trăng hoa, nên là những người tuổi Mão phải điều hòa cái mâu thuẫn, điều phối cái mối quan hệ thì mới có thể là đi dài được. Đó. Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều ý kiến khác nhau về số phận của một con người, nhưng mà đều có một điểm chung, đó chính là cái số phận là những gì mà đã được định trước. Nhưng bản thân chúng ta sinh ra trong ngày tháng năm nào, đúng không ạ? Cha mẹ chúng ta là ai, xuất thân giàu nghèo ra sao, những cái điều đó đã được định sẵn cho chúng ta trước khi sinh ra và không thể nào thay đổi được.